Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần câu. 9 cây cần câu, 9 cây này là 9 cây ISO nha anh em. 9 cây ISO chiều dài tầm 2m 7 tới 2m 1. Những cây này chuyên cho anh em đi câu kê, câu tôm, câu mè, câu hanh, câu cá cháp. Những cây này chuyên cho anh em đánh cảm giác nha. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi, đếm vô cây thứ nhất. Đây, một cây thứ nhất của cần là bát Pusi nha anh em. Cây này dài 2m1, 2m14, nặng 800 g, gần 80 g. Độ cứng tầm khoảng 15-20, đọt 1 ly mốt, thu gọn là 93 cm. Bát Pusi Japan, cây này thường là nội địa Nhật nha anh em. Cây này được mấy Nhật làm lại hàng carbon nha. Hàng này là hàng carbon sóng quăng. Phen là phen Fuji nha anh em. Đọt nó đây. Đọt vẫn là đọt carbon sắn nha anh em. Phen đây, phen Fuji không lỗi nha anh em. Tổng quan ba cây cần này thì nó rơi vào tầm khoảng 90-85% độ mới. Đó, tổng sơ được của cây cần. Cây này thì chuyên cho anh em đi câu trên bè rồi. Đánh cảm giác thì bao phê. Độ cứng nó rơi vào tầm khoảng 10-15. Câu cá hanh. Quay rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai cây này là 450 k. Cây số 1 hạt carbon 450 k. Tiếp theo sẽ là cây số 2 nha anh em. Cây số 2 là một cây silock hàng nội địa Nhật có tem đàng hoàng. Hàng này vẫn là hàng carbon. Đây, hai carbon thích cổ. Cây này thì nó em đo thì chiều dài nó sẽ là 2m63, chiều dài lý tưởng cho anh em, tại vì nó là 2m7. Nếu em rút ra hết lốc á thì nó vẫn là đủ đảm bảo là 2m7, thì em đo bao nhiêu thì em đọc anh em bao nhiêu. 2m63, thu gọn là 74 cm. Độ cứng rơi vào tầm khoảng 10-15. Nặng là 60 g. Đọt là 0,9 ly. Góc này hàng carbon nha em, phen bát Fuji. Những cây này đánh cá thì nhiều cá thì em bao phê với anh em luôn á. Hàng carbon sáng xanh nha anh em, đi câu ngoài ngoài nắng là bao phê, bao đẹp. Tất cả các lóng đều là carbon hết. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em quay á thì anh em có thể trả về cho em. Đây. Đọt đọt carbon nha anh em. Đây, phen là phen Fuji. Tất cả phen đều ok hết nha. Đọt đây, đọt nó rất là mảnh. Độ cứng nó vào tầm 10-15. Cho anh em là đánh cá hanh, cá cháp, bao phê, anh thôi đánh cá mè, câu tôm. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai cây là 500 k nha. Cây số 2 500 k. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây gold carbon, hàng nội địa Nhật nha anh em. Carbon đỏ tem. Bát này là bát, vẫn là bát Fuji nha anh em, bát kẹp. Cây này thêm đo là chiều dài là 2m05, chiều dài trên cần nó sẽ ghi là 2m1. Đo bao nhiêu thì nói với anh em bao nhiêu. Nói chung là cây này đảm bảo là nguyên bản, hàng về sau thì em để quậy. Nếu em rút ra hết lốc á, thì đảm bảo là đồ chắc sẽ đủ mét.
Lý do nó hụt dài 3 cm này một chút em dê giải thích cho anh em. Độ cứng khoảng tầm 10 15, thu gọn là 75 cm, đọt là 0,7 ly, nặng là 80 g, gần được quấn chỉ cán nha anh em, khá đẹp. Nói chung cây này độ mới rơi vào tầm khoảng 95%, hàng cắt bon sáng quăng. Xước để tí. Gắt đầu mới, cá lóng nó chưa bị bóp luôn. Đọt này, đọt quá là đọt carbon sắn nha anh em. Phen là cũng là phen Fuji. Đó. Nó cứng ngơ là khoảng 10-15. Những cây này đánh cá hanh, cá cháp thì bao phê, câu trên bè thì bao phê, không còn gì bằng nữa. Đọt nó dịu 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 cá khỏi bàn. Rồi, em gửi cho anh em với cái này giá là 500k nha anh em, cây số 3 500k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây Ryobi. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em. Tem nó đây. Nói chung thì gốc cây này bị xước sắc một ít. Bắt là bắt Fuji. Bắt Fuji cho bên nha. Cây này chiều dài là 2m6. Đọt là 1 ly. Độ cứng ra tầm khoảng 15-20, nặng là 90 g, thu gọn là 73 cm. Đây nó thông số, hàng cặp, hàng carbon nát nha anh em. Đây carbon, đây carbon sáng xanh nha. Sáng khá đẹp nha anh em. Đọt nó đây. Đọt nó cứng ra vào tầm khoảng 15-20. Cây này thích hợp nha anh em, câu cá chê, câu chim bè. Đa phần những loại này thì anh em đánh cảm giác rồi, đánh bạo lực thì chua. Bát fan là vẫn là fan Fuji nha anh em. Đó. Rồi em để quên nha, em lấy mức giá là 500k nha. Cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 này chiều dài là 1m8. Độ cứng là G10. Đọt là 0,8 ly. Thu gọn là 60 cm, nặng là 80 g. 60 cm tầm 3 gan của em nha. Bát tầm bát đai qua nha anh em, bát thẳng đai qua. Cây này là một cây đai qua, hàng sản xuất tại Korea. Đó, mất tiêu rồi. Em nhớ là em thấy nó để là đây. Hàng sản xuất tại Korea nha anh em. Đó, hàng sản xuất ở đâu thì em báo anh em ở đó. Tìm. Cây này là một cây ISO phen lớn. Đây. Đó. Carbon sẵn, carbon hay da nha anh em. Đọt là đọt thấp. Đọt trắng, đọt cứng gần là khoảng 10. Đó, anh em đánh cá thì bao phê rồi. Đọt này mà dính cá tầm 1 kg là diều đã lắm. Bao nhiêu luôn á, gắt là nãy nha anh em. Đây phen nó là phen lớn nha. Hàng carbon hai da, dài 1m8, cứng 10. Bát tà bát đây qua, hàng Korea, hàng New Zealand. Rồi
giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai cây này 600k, cây số 1, cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 6 nha mọi người. Cây số 6 là một cây đai hoa độ mới, nó rơi vào tầm khoảng 90-95%, đảm bảo với anh em là trên 95%. Đem đai hoa đầy đủ, hàng nguyên zin. Đây, bát là bát đai hoa, bát là bát Fuji. Đó. Hàng này được sản xuất ở Korea nha anh em. Một cây đai hoa ISO đọt 1.5, dài 2m4. Đó. Đây, nó rất là ok, độ mới là khoảng 95%. Hàng này đảm bảo với anh em là nguyên zin, về tới tay em là bắt sao em để vậy luôn. Hàng nguyên hộp, kể cả túi luôn, ở túi nguyên hộp. Thông số của nó là 1m5, 2m4. Đọt là 0.8mm, gọi là 0.8 ly, góc là 22,4 ly. Cứng nó rơi vào tầm khoảng 5 mm. Đây là chiều dài lý tưởng nha anh em, chiều dài lý tưởng nó là 2.35 mét. Nếu anh em kéo vừa tay nó sẽ là chiều dài lý tưởng 2.35 mét, chéo anh em kéo hết tay luôn, cứng cứng cằn luôn á, sẽ là 2.4 mét. Đó là tại sao những cây lên trước đó, nó đều hụt khoảng tầm khoảng 0.5 cm. Đó. Đây, thu gọn là 90 cm, nặng là 90 gram. À, cây này thiệt chắc thì em cũng lấy ra đo rồi, nó vẫn là 2 mét, tầm khoảng 2m35, 2m36. Nó vẫn khục, vì cằn thì nó còn mới nên cái độ bóp của cái gắt tất cả các lóng này nè nó đều vậy. Đây nè, anh em gắn kéo ra nó vẫn ra, nhưng mà thôi kéo vừa tay. Hàng là hàng carbon sắn 2 da nha anh em. Thông số thì em đã đọc. Đây. Đọt nó đây. Đọt nó gờ khoảng tầm cứng theo trên hộp là tầm 15. Độ cứng tầm 5 đến 10 nha anh em. Đọt nó khá nảy. Anh em đánh diều cá là đánh mấy cái này là bao phê. Đọt quá là đọt carbon nha anh em. Tất cả các lóng đây, ngoài lóng đọt nó không sáng ít nha thôi, tất cả các lóng còn lại nó đều sáng ít carbon 2 da. Cái này rất là mới nha anh em, độ mới nó ra là 95-90%. Phen vẫn là phen Fuji nha anh em. Đây, đóng Fuji đây. Càng khá là mới, rất là mới luôn á. Cây này em để với anh em với giá là 700k nha anh em. Một cây đây qua hàng 2 da, 2m4, 700k. Quân hợp. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây đai hoa. Đây, cây này bị xước một ít nha. Cây hai qua này nó sẽ là 2m7, 1.5 2m7. Nặng là 100 gram, đọt là 0.7 ly, độ cứng qua tầm 10 15. Dài 2m7, thu gọn là 78 cm. Hàng quán là hàng carbon 2 da nha anh em. Đó. Nguyên zin nguyên kiện. Hàng khá là mới nha anh em. Cây này độ mới là khoảng 90-95%. Đây, khúc gốc này thì một là dính keo, hai bị chày thôi. Tiếp. Tất cả cái này đều carbon sẵn 2 da nha anh em. Sáng hết. ISO này thì chiên cho anh em đi đánh cháp, đánh trên bè. Thế loại này chiên cho anh em đi câu trên bè rồi. Độ cứng phần tẩm 10-15. Khá nảy nha anh em. Đọt nó khá nảy. Phen đúng là phen Fuji nha anh em.
Đó. Rồi, giá cái này em để cho anh em với giá là 700k. Đây, cây này thì nó đất nó được độ nha anh em. Đất nó được độ cái miếng nhựa. Giọng súng nó không cần cần, giọng súng nó có độ đàn hồi. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây đai hoa. Hàng sáng nhất. Carbon hai da. Hàng carbon quýt cơ. Đó. Anh em nói là carbon hai da. Hàng này thì là 2m7. Thu gọn là 70 75 cm. Đó là thông số của cần. Thông số em đo nó sẽ là hạ. Thông số em đo bằng thước á là sẽ là 2m6. Đó, đo bao nhiêu thì đọc với anh em bao nhiêu. Nặng là 100 g. Đọt là 1 ly 8. À, cứng nó rơi vào tầm khoảng 20. Thu gọn là 74 cm. Hàng carbon vít cơ, hàng sáng ít toàn cây. Đó, chỉ có cục đọt thì nó không sáng ít thôi. Cây này độ mới rơi khoảng 95%, 90 95%, khá là mới nha anh em. Đó. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng đến đón, nếu hàng lỗi mà không giống như clip em quay á thì anh em gửi với em thông số chiều dài em đo vậy đó, anh em về anh em đo lại không chuẩn thì gửi về. Độ cứng nó rơi tầm khoảng 20 nha anh em, 20 so với cần 2 khúc. Đó. Đây, cây này thì nó sở hữu nguyên dàn phanh full xích nha anh em. Đó. Ăn tiền là ăn tiền của phen này. Đất nó vẫn là đất bị độ, à, độ miếng nhựa. Giọng xuống có độ đàn hồi nha anh em. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này vẫn là 700k cộng ship. Cây này đất cũng độ nữa nè. Cần sao thì em nói anh em vậy. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Cây này là một cây NFT Hà Nội đi Nhật. Dài 2m7 nha anh em. Cây này em đo chuẩn luôn á, dài 2m7, đọt 1 ly, đọt cứng ra tầm khoảng 10 15, lòng 15 20. Thu gọn 75 cm. À, nặng là 90 g. Hàng là NFT Powerlock thì anh em khỏi chê. Hàng vẫn là hàng carbon hai da. Đó. Rồi bịch vẫn là bịch Fuji. Carbon hai da nha anh em. Cái này nói chung thì nó vẫn có xước dâm, xước sát một ít. Đây, xước chỗ này. Chỗ này thì đa phần mấy cái phèn nó chạy thì xước. À, bán hàng sau cho anh em coi kỹ hết, sức dâm thì bảo sức dâm. Đọt nó đây, nó đọt nó sẽ là sóng quăng rơi vào tầm khoảng cứng 10 15 15 20 nha anh em. Đọt khá nãy anh em nào đi câu chim bè, câu cháp, câu hành, câu cá mè, không thôi câu tôm á, lấy mấy cái này đánh bao phê. Đọt nó vì đọt carbon ở đầu nãy á, đầu diệu rất là cao. Khi anh em kéo cá dính cá nha thì bao quầy quéo cần luôn. Phen vẫn là sử dụng dòng phen Fuji nha anh em. Đó. Cây này thì một lỗi duy nhất đây, lóng chỗ này, chỗ tay cầm này nó bị mất. Đó. Nó bị dập. Đó. Nhưng mà tất cả các lóng ở trong thì em bao nha anh em, bao hết không ảnh hưởng gì các lóng ở trong này hết. Đây nó cần lỗi thì em báo lỗi. Bát vẫn là bát Fuji. Cái này chỗ này bình thường đó, không gì đâu, do vận chuyển nó cắn nó mất. Rồi giá công khai đất vẫn là đất dinh nha anh em. Giá công khai cái này vẫn là 700k cộng ship.
Đó, cộng cộng chín cái càng em lên cho anh em hôm nay, nếu anh em ưng cái nào báo em chụp hình tặng cận cảnh cái đó gửi cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em.